Thầy lớp chư thiên xuống hát đàn, có đoàn thiếu nữ hát ca vang, tung hoa ngũ sắc dâng chân Phật, dân tộc mừng vui rộn xóm làng. Và bằng tất tấm chân thành của những người con Phật trong ngày đại lễ, tăng ni Phật tử chùa Phúc Lâm chúng con kết những đóa hoa lòng kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường chư tôn đức tăng ni hiện tiền, chào mừng quý vị đại biểu khách quý về tham dự. Thời giờ này xin trân trọng kính mời đội dâng hoa. Con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ. Đầy hoa chân thành tinh khiết, dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng tỏa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người, đã thấm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân để chi. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không tiếng, ánh mắt sáng người thương yêu. Con xin dâng lên đóa hoa ngàn ngào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Thế Tôn. Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian, thì ngày đó chính là ngày Thế Tôn đàn sinh vào thế giới. Nếu có một lần hạnh phúc nhất trong đời, thì đó chính là ngày chúng con được quỳ dưới chân người, để nguyện đi theo người mãi mãi. Nếu có một tình thương cao cả nhất trong vũ trụ, thì đó chính là lòng từ bi bao la của người che chở cho chúng con. Nếu có một điều ước ao duy nhất để lựa chọn, thì chúng con xin được ước rằng tất cả chúng con sẽ yêu thương nhau như lời người dạy bảo. Nếu có một ngọn lửa phải thắp lên trong tim, thì chúng con xin thắp lên ngọn lửa giải thoát giác ngộ cao siêu, vượt khỏi những điều tầm thường của nhân thế. Nếu có một nẻo đường thánh thiện phải bước đi, thì chúng con xin bước đi trên con đường bát chánh đạo, để tránh xa những lối mòn sai lầm tà kiến. Nếu có một niềm tin phải kiên cường ghi khắc, thì chính là niềm tin vào luật nhân quả công bằng mà người đã từng chỉ dạy rõ ràng. Nếu có một lý tưởng mà chúng con phải đem cả cuộc đời để dâng hiến, thì đó chính là lý tưởng Phật hóa cả thế giới này. Nếu có một bóng mát mà chúng con phải ngồi lại nghỉ ngơi giữa chữ hè gay gắt, thì đó chính là bóng mát của ngôi chùa trên quê hương thân yêu. Kính bạch Đức Thế Tôn, đường luân hồi vời vợi khổ đau, vô minh của chúng con thì sâu dày nặng trĩu. Nếu không có Thế Tôn xuất hiện giữa trần gian, thì chúng con đang là những kẻ vừa độc ác, vừa khôn cùng đau khổ, sống với nhau mà không biết thương nhau. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày thêm chất chồng tội lỗi. Thế rồi, một ngày đầu vườn hạ nơi vườn lâm tỷ ni, người bước vào thế gian này và chiếu soi thế gian này với mặt trời chân lý. Ánh sáng đó đã soi khắp thế gian suốt mấy ngàn năm qua chưa hề tắt và sẽ chiếu soi mãi. Có những lúc kẻ ác muốn đưa tay che khuất mặt trời, nhưng ánh sáng mặt trời là bất diệt mênh mông. Hôm nay quỳ đây dưới mái chùa Phúc Lâm thôn La Xuyên, những đứa con của người hứa với người rằng sẽ vượt qua tất cả khó khăn để chiến thắng bản thân mình, sẽ cúi xuống thật thấp để yêu quý muôn loài, sẽ chắp cánh bay đi thật xa để đem tin vui đạo lý của người đến mọi nơi, sẽ dũng mãnh kiên cường dẫm lên sự hiểu lầm chống đối của kẻ chưa biết, sẽ đoàn kết cả loài người bằng Phật pháp nhiệm màu.
để một ngày nào đó chúng con sẽ thoát khỏi thế gian muộn phiền bằng trái tim giải thoát bao la. Nguyện Thế Tôn gia hộ cho chúng con tiến bước trên con đường đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính vô ưu tâm hương giản dào, chân lý Phật dạy muôn đời con khát khao. Như đấng từ phụ uy hoàng muôn ánh sao, như đấng từ phụ uy hoàng muôn ánh. Con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ. Đầy hoa chân thành tinh khiết dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng tỏa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người. Đã cắm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân để chi. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo. Nụ cười hiền hòa không tiêu, ánh mắt sáng người thương yêu. Con xin dâng lên đóa hoa ngàn ngào, khắc ghi lời thề, luôn luôn đi theo tiếng chuông đại từ, đem cho muôn sinh tình thương tha thiết. Con xin đem thân hiến dâng vì đạo, theo gương Như Lai đã cho ngày nào.